Xin chào toàn thể các bác và các anh em. Em lại cài một chiếc băng số siêu T3 chạy phần mềm 1.91 để gửi cho một cái bác ở Đồng Tháp. Thì băng này có sử dụng với lại bàn mixer. Thì em cũng lại là chia sẻ các anh em để cho các anh em có cái sự định hướng khi mà căn chỉnh dòng băng số Shiso T3 hay là nhiều dòng băng số khác. Đó là cái phần đầu ra. Thì em sẽ thử nghiệm ở trên một chiếc loa JBL KB4012 hàng bãi xịn và một chiếc BMB. Thì một cái vấn đề là khi mà chúng ta làm cái tỷ lệ đầu ra này nó không tốt ấy. Đầu ra không tốt thì loa đắt hay loa rẻ nó cũng là không giải quyết được vấn đề. Thì giả dụ như ở cái cấu hình này ấy, thì đang để cái tỷ lệ như thế này. Cái DJ là 100 này, dì vợt 30, e cho 98, mục xích 98 và cái độ lớn xuất ra trên cổng 12 này là 100. Thì bây giờ thì theo em đây là một cái chất âm đẹp và đang thử nghiệm ở trên JBL KB4012. Thì cho dù có loa xịn hay là không xịn, loa tốt hay là loa không tốt, loa rẻ tiền hay là loa đắt tiền, mà nếu như chúng ta làm cái effect, đây là cụ thể trên đầu ra của Shiso T3, nếu như chúng ta làm cái effect ở trên cái dòng Shiso T3 mà nó không hợp lý, thì cho dù có loa xịn hay là loa không xịn, loa tốt hay là loa không tốt, rẻ tiền hay đắt tiền, thì nó cũng không có một cái kết quả cao. Thì đây cũng là một cái mà em muốn định hướng cho các anh em khi căn chỉnh dòng vang số Shiso T3 cũng như là nhiều dòng vang số khác. Cho nên em vẫn chia sẻ với các anh em ấy, là cái tỷ lệ đầu vào và cái tỷ lệ đầu ra nó rất quan trọng trong cái phần effect. Thì để giúp cho các anh em có cái sự định hướng khi mà cài đặt vang số, thì một cái mấu chốt là cái effect đầu vào, cái sự pha trộn của effect đầu vào và cái sự pha trộn của effect đầu ra nó sẽ quyết định rất nhiều. Thì đây là sẽ thử ở trên JBL KB4012 này, các bác sẽ nghe được như thế này. 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 4 4 7 7 10 2 2 3 3 1 1 2 2 6 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
100%. Và bây giờ thử đẩy lên 100%. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 4 4 7 7 7 2 2 3 5 6 6 6 1 1 2 2 6 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
18 đi, để 18 này. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 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
Bây giờ sẽ thử trên loa B1B nhé. Vừa rồi là thử ở trên loa JBL. Kênh này là loa JBL này. Và bây giờ sẽ thử trên loa B1B này. Thử trên loa B1B các bác sẽ nghe được. Đây là đang thử trên B1B880. Một cái đôi loa mà chất âm nó cũng không được sáng như JBL. 1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5. Bây giờ chúng ta lại đưa lên 100% đi. 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6. Và bây giờ như vậy lại giả dụ để phiên phiến như lúc nãy là 18% đi. B18% ở đầu ra. 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6. Và giờ là để lên 30 đi xem sao. 1 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6. Và giờ mở nhạc ra để cho các bác thấy được như thế này. Không có các bác lại bảo là như vậy là thử loa nọ sọ loa kia. Đây. Nên xa mắt dây nhân cho đời.
đây JBL. Bao năm đây đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa đường chẳng riêng ai chúng mình nên đấy, cho nên rằng là trong quá trình căn chỉnh vang số ấy thì em cũng định hướng cho các anh em trong cái vấn đề mà làm cái effect đầu ra, và cũng thử nghiệm để cho các anh em thấy được rằng cái tầm quan trọng của cái việc mà chúng ta làm cái effect đầu ra nó như thế nào.